cho ba biến cố ABC viết thành biểu thức theo AB, C các biến cố sau. Câu A, cả ABC đều xảy ra. Thì ở cái câu A này đó thì chúng ta chỉ cần viết A, B, C liền như thế này thôi. Đáp án của câu A này là ABC viết liền thôi. Cái này có nghĩa là cả ABC đều xảy ra nè. Còn còn câu B đó thì chúng ta biết là có ít nhất một trong ba biến cố A, B hoặc C xảy ra, thì mình viết là các cái biến cố họp của AB, tức là mình viết thành dấu cộng như thế này, AB cộng C đấy. Thì cái này là biến cố có ít nhất một trong ba biến cố A, B hoặc C xảy ra. Còn câu C đó thì mình viết là chỉ có A xảy ra, thì A xảy ra, B không xảy ra, là mình dùng dấu gạch đầu, và C không xảy ra. Đó. Còn câu D đó thì chúng ta chỉ có một trong ba biến cố A, B hoặc C xảy ra, chỉ có một trong ba thôi, tức là có đúng một biến cố xảy ra thôi, thì chúng ta sẽ biểu diễn như thế này, tức là chỉ có A xảy ra là, đấy. Hoặc là lưu ý cái dấu cộng trước là họp các biến cố để biểu thị cho biến cố này xảy ra hoặc biến cố kia xảy ra ha. Đó, thì cái trường hợp thứ hai đó là B xảy ra, A không xảy ra và C không xảy ra, tức là chỉ có B xảy ra thôi. Và trường hợp thứ ba đó là chỉ có C xảy ra thôi, A ngang, B ngang, C.